chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Yay! Thì như các bạn đã nhìn thấy dưới tên đề trong video ngày hôm nay, Ngà sẽ đặc biệt chia sẻ với những sản phẩm dưỡng trắng da mà Ngà rất là thích. Xin lỗi các bạn là hôm nay Ngà vẫn còn cảm á, nên cái giọng của Ngà nó vẫn còn hơi không có được bình thường cho lắm. Nhưng mà các bạn có thương Ngà không? Tại vì mặc dù Ngà bị cảm nhưng mà Ngà vẫn rất là chăm chỉ ra video đúng như Ngà đã hứa, đúng không? Thì mình có tham khảo rất là nhiều bạn là mình nên làm video về chủ đề gì, là mình nên làm về update skincare routine của mình hay là mình nên làm về những sản phẩm dưỡng trắng da yêu thích. Thì có lẽ là bằng cách nào đó thì những sản phẩm dưỡng trắng da yêu thích của Gà làm các bạn tò mò hơn, nên các bạn muốn xem video này hơn. Thì đây, bây giờ mình làm nó cho các bạn xem đây. Thì như các bạn đã nhìn thấy dưới tiêu đề, thì trong video này Gà sẽ đặc biệt chia sẻ về cả những sản phẩm chăm sóc da làm trắng da đó mà Gà yêu thích. Đồng thời thì Gà cũng sẽ nêu ra những cái sản phẩm mà mặc dù là nhà sản xuất đã có cam kết là nó sẽ giúp làm cho da sáng ra, mỡn ra, nhưng mà ngoài cái việc nó làm cho da mình trở nên nhạy cảm hơn thì mình không có cảm giác là nó làm cho da mình trắng hơn một tí nào hết. Đó, nên video ngày hôm nay sẽ là video về những sản phẩm Gà yêu thích nhất và đồng thời không yêu thích trong quá trình làm trắng da. Mình nói cái intro của cái video này có vẻ hơi khập khiễng đúng không? Hy vọng các bạn sẽ không để ý. Không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay luôn đi. Rồi, cái sản phẩm đầu tiên mà mình muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay thì như mình đã nói trong video trước rồi đó, lúc mà mình dưỡng trắng da thì mình sẽ đặt cái bước bảo vệ lên hàng đầu. Vì vậy, đây sẽ là cái sản phẩm yêu thích đầu tiên của mình, một sản phẩm có liên quan tới vấn đề bảo vệ da. Đây, thì đây là kem chống nắng của Clarins. Đây, thì mình cũng có nhắc đến cái sản phẩm kem chống nắng này trong video lần trước rồi đó. Thì cái điểm mà nó làm cho mình cảm thấy thích nhất á là nó sẽ có SPF 50 PA 4 dấu cộng, là có nghĩa là nó đã một cái độ mức chống nắng là nó tương đối cao và nó khá là bền vững rồi. Ngoài ra thì nó còn có multi protection, là nó sẽ giữ cho da của chúng ta không có bị ngoài ra thì ở trong này nó còn có một cái chất năng nữa, đó chính là anti pollution. Thì đối với cái khí hậu của Việt Nam, môi trường chứ không thể nói là khí hậu, mà đối với môi trường của Việt Nam, môi trường ô nhiễm điên cuồng và đặc biệt là ở hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thì cái chất năng anti pollution này được mình đánh giá rất là cao. Bởi vì thật sự là khi mà mình sử dụng cái kem chống nắng này thì mình có cảm giác là khói bụi nó đã bị ngăn lại, nó không có chui vô bên trong, xong rồi nó làm cho da của mình bị bít tắc lỗ chân lông vậy hết. Mà nó thực sự có tác dụng rất là tốt trong cái việc chống nắng là thứ nhất này nha. Ngoài ra thì mình cũng nói nó có tác dụng rất là tốt trong việc bảo vệ da của mình khỏi những tác hại của môi trường, ví dụ như là khói bụi ô nhiễm và các thứ như thế. Ngoài ra thì cái lớp finish của em này trên da cực kỳ đẹp, bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Cái finish của em này ở trên da đẹp lắm lận. Cái màu của mình có ở đây là màu rosy, thì hình như là nó có 3 màu thì phải. Một cái màu xanh, một cái không màu trắng, không màu, với một cái là có hơi có màu một chút xíu là cái dòng của mình đang sử dụng đây. Thì nó sẽ đó, các bạn thấy không, nó không có làm cho da mình trắng hơn bao nhiêu hết. Tuy nhiên thì nó làm cho da mình đều màu hơn, và cảm giác ở trên da cũng rất là thoáng, rất là khô. Nè, ở bên này các bạn sẽ cảm thấy là nó đều màu hơn so với da bên này. Và nó sẽ tạo một cái lớp filter ở dưới rất là mịn, để lúc mà chúng ta có muốn trang điểm thêm, mà chúng ta đi foundation, chúng ta đi kem nền lên đó, thì da của chúng ta sẽ rất là đẹp. Nói chung là cứ mỗi lần mà mình make up mà mình dùng em này ở dưới là mình cảm thấy finish kiểu cực kỳ xịn luôn. Đi kem nền lên kiểu nó vừa mướt mà nó vừa thoáng mà nó vừa khô, và nó còn có tác dụng kìm dầu nữa chứ. Và đặc biệt nè, nó kìm dầu nhưng mà nó vẫn cho da ra mồ hôi một cách bình thường, chứ nó không có kìm mồ hôi, các bạn hiểu không? Kìm dầu với kìm mồ hôi thì đó là hai khái niệm khác nhau. Nếu mà kìm dầu thì nó sẽ giúp cho những cái dầu thừa, những cái sebum á, nó không có bị lộ ra, rồi không có làm cho da mình kiểu bóng nhảy lên. Còn nếu mà kìm mồ hôi là nó sẽ làm cho da mình không thoát mồ hôi ra được, thì như vậy rất là dễ bị mụn. Lúc mà mình dùng cái em này để làm kem chống nắng riêng hoặc là kem lót á, thì mình thấy là da của mình cũng có đổ mồ hôi, nhưng mà đó là cái kiểu mồ hôi nó đổ ra nhìn nó rất là tự nhiên, nhìn nó rất là bóng, rất là khỏe đó, giống như mình bây giờ nè. Các bạn thấy không, là cái lớp finish nhìn nó sẽ rất là khỏe luôn, chứ nó không phải là kiểu bóng dầu. Nên cái kem chống nắng này là một cái sản phẩm mình cực kỳ yêu thích, highly recommend. Giá của em thì khá là đắt. Cái chai nếu mà các bạn mua trong store nó sẽ tầm giá 1,5 triệu. Yeah. Nhưng mà
còn nếu mà các bạn mua sách tay thì có thể giá nó sẽ rẻ hơn một chút xíu, tuy nhiên là nó vẫn sẽ đắt như vậy và cái dung tích của nó là 50ml. Và với cái khả năng xài kem chống nắng và xài như uống của mình thì mình sẽ xài cái này tầm 2-3 tháng thì mình thấy là cái giá nó cũng tương đối là đắt hơn so với cái dòng kem chống nắng của Sunplay hồi xưa mình dùng. Sunplay thì mua có 100 mấy mà cũng xài cũng lâu nên nói chung là em này cũng khá là hao nữa, nó còn là dạng sữa nữa nên nó cũng hao lắm. Nhưng mà mình sẽ không bao giờ từ bỏ em này cho tới khi nào mình tìm được một em xuất sắc hơn. Tuy nhiên trước mắt thì mình nghĩ là mình sẽ liên tục mua lại tại vì mình quá thích đi. Rồi, mình khen em nó nãy giờ chắc cũng 4 phút luôn á. Mình vừa mới nhìn thời gian quay xong mình hết hồn luôn. Thì các bạn có thể thấy là tóc của mình trong video ngày hôm nay thì nó sẽ không được như hôm bữa. Tại vì tóc của mình hôm nay là nó lại dơ rồi. Và đồng thời hôm nay mình cũng không uống không ít gì hết nên nhìn nó đang kiểu thẳng đơ đơ ra. Các video này sẽ không được khen tóc xanh đâu. Cái sản phẩm tiếp theo mà mình cảm thấy là nó giúp ích rất là nhiều cho mình trong cái quá trình dưỡng trắng da, đó chính là cái em mặt nạ này, mặt nạ nghệ của Kiehl's. Thì cái em này là có chiết xuất từ nghệ nè, cranberry. Và cranberry là hạt gì ta, hạt Việt Quốc hả? Thì đây là cái cấu bên trong của nó. Đó, các bạn có thấy là mình kiểu yêu thích tới mức mà mình dùng cái hộp này là hộp thứ hai rồi mà nó cũng gần hết rồi nè. Thì đối với cái em mặt nạ này á thì mình sẽ sử dụng nó thay cho cả bước tẩy da chết luôn. Một tuần mình đắp em mặt nạ này một lần. Và cứ mỗi lần mà mình đắp em mặt nạ này lên á, rồi lúc mà mình bắt đầu rửa, để cái em mặt nạ này là kiểu là mình sẽ bôi lên mặt nghe, xong rồi mình để từ 10 đến 15 phút xong mình rửa đi. Thì lúc mà mình đưa nước lên mặt mình rửa đi á thì nó sẽ có những cái hạt lợn cợn giúp mình tẩy da chết luôn. Nên mình không cần phải quan tâm tới vấn đề gọi là tẩy da chết vật lý hay hóa học gì thêm một lần nữa. Tại mình thấy em này là đủ rồi. Và đặc biệt là em này có cái vai trò rất là quan trọng đối với mình trong những cái ngày mà mình cực kỳ mệt mỏi. Các bạn có biết là có những cái ngày mà kiểu như là mình cảm thấy là da mình xám xịt, rồi ngoài ra thì nó còn kiểu giống như là một đống thứ nó đã dồn động trên mặt mình, bụi bẩn một cái thứ rồi tế bào chết rồi tá lả. Thì mình chỉ cần đắp em này lên thì sau khi mà mình rửa đi thì mình cảm thấy da mình khỏe hơn, căng hơn và đặc biệt là có sức sống hơn rất là nhiều. Nên em này mình đặc biệt rất là highly recommend cho bất cứ bạn nào mà đang tìm một sản phẩm mặt nạ mà có kèm cả chức năng tẩy da chết ở trong đó nữa. Nó tẩy da chết rất là nhẹ nhàng thôi nhưng mà đối với mình như vậy là vừa đủ. Tại vì mình không bao giờ muốn da mình kiểu quá nhạy cảm, xong rồi cứ mỗi lần đi ra đường xong trời nắng ơi là nắng, xong rồi thêm thời tiết ở Sài Gòn thì mọi người hiểu rồi đúng không? Trời siêu nắng, xong rồi nếu mà da mình mà yếu quá thì ra chỉ cần 15-20 phút mà kiểu để mặt giang giang thôi là da cũng đổ sạm đen rồi. Nên đối với mình là cái sản phẩm mặt nạ này nó sẽ tẩy da chết vừa đủ, nó mang lại cho da mình một cảm giác rất là ngập tràn sức sống sau khi mà đắp xong. Và ngoài ra thì cái mùi của nó cũng rất là dễ chịu á, rất là mùi nghệ, nó cũng rất là thèm mát, nó cũng rất là có kiểu mùi yogurt, giống mình không biết tả như thế nào, nhưng mà nói chung là mình cực kỳ yêu thích luôn. Các bạn nhất định phải đầu tư em này đó, giá cũng rẻ nha. Mình thấy tầm hình như em này là 800 hả, 800, dung tích của nó là 100ml, 800 hay là hơn một chút xíu nữa. Tuy nhiên là mình sử dụng rất là lâu. Một cái hộp này thì mình sẽ phải sử dụng được trong vòng, nếu mà mình tiết kiệm thì có thể là mình dùng được cả năm lần đó. Rất là lâu đúng không? Tại mỗi lần đắp mà mình chỉ cần lấy có chút xíu thôi mà kết cấu của nó cũng đặc nữa. Và cái hộp của nó cũng tới đáy lần, chứ không phải là kiểu mấy cái hộp mặt nạ rỡ rỡ mà xong chỉ có để tới nửa đây thôi mà không, dưới này không có gì hết đâu. Cái lượng sản phẩm của nó đi, lượng sản phẩm của nó đi tuốt xuống dưới này nè, nên mình cảm thấy là giá thành của em này hợp lý và sử dụng được rất là lâu nên có thể cho là tiết kiệm. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm mà mình đã nhắc tới rất là nhiều từ những cái video mà dưỡng trắng gọi là đầu tiên của mình á, thì là mình luôn luôn đề cao giá trị của vitamin C trong cái quá trình dưỡng trắng da đúng không? Và qua thời gian thì dần dần mình càng sử dụng nhiều loại vitamin C hơn. Ví dụ như là lúc đầu thì mình sử dụng của OSC 21.5 thì phải. Sau đó thì mình sử dụng của Timeless. Rồi sau đó mình sử dụng của... Nói chung là mình nhớ là mình sử dụng rất là nhiều loại serum C của nhiều hãng khác nhau. Tuy nhiên thì tới gần đây thì mình đã tìm ra được gọi là Real Love, True Love, bất cứ cái thể loại gì mà các bạn muốn gọi nó. Là đây, em này. Đây là serum vitamin C của Mad Happy. Thì... đối với cái em này nè, thì trong này nó có vitamin C và nó còn có hyaluronic acid. Nói chung là thắt
là giúp cho da mình giữ ẩm. Các bạn có biết không, HA, cái chất này thì nó gọi là quá quen thuộc đúng không? Nó còn có cả ferulic. Nói chung là cái chất này cộng với vitamin C là hai cái thành phần rất là bổ trợ cho nhau, nên mình thấy là hầu như cái vitamin C nào á, cái serum vitamin C nào cũng sẽ có cái ferulic này hết. Và ngoài ra thì cái serum này nó còn có thêm HA nữa, nên mà khi mà mình bôi lên da thì mình cảm thấy là nó thấm rất là nhanh. Đầu tiên thì đây là cái loại serum C khô nhanh nhất mà mình sử dụng từ trước đến giờ, và nó làm cho da mình đúng là sau một khoảng thời gian sử dụng thì nó có làm cho da mình sáng hơn, tươi hơn và cảm giác là nó mẫn ra nữa. Đó là cái mà quan trọng nhất, tại vì mình cũng đang tìm hiểu về những cái sản phẩm có thể giúp cho da của mình sáng lên mà, đúng không? Và ngoài ra thì là cái em này, bởi vì mình nói rồi đó, nó tối ưu hơn những cái loại serum vitamin C trước mà mình dùng là ở đâu? Ở một cái điểm á, là nó khô rất là nhanh. Khi mà mình bôi lên da thì mình sẽ tốn tầm chắc là 1-2 phút sau rồi nó đã khô rồi. Và nó khô mà nó kiểu thấm một cách hoàn toàn luôn. Nhưng mà mình cũng ráng đợi để cho thêm 5 phút nữa, để giống như là nó ổn định, bình ổn cho da mình, xong mình mới đi cái sản phẩm khác lên. Tuy nhiên thì cảm giác mà mình đưa cái em này lên thì nó rất là dễ chịu luôn. Và cái để xem nào, cái thành công dụng chính của cái serum này thì là làm sáng nè, làm cho da mịn hơn, và ngoài ra còn làm săn da nữa. Nên nói chung là mình rất là thích cái em này. Mặc dù giá của em này thì cũng đắt đó. Cái chai này là 30ml, thì mình mua với giá, mình mua ở Lazy Box, là mình mua tầm hình như là 700.000 thì phải. Nếu mà các bạn mua chỗ khác thì chắc chắn nó sẽ rẻ hơn, tại mình thấy giá của Lazy Box lúc nào nó cũng mắc hơn chút xíu hết trơn, đúng không? Và cái em này thì nó nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà mình cảm thấy xài cũng có thể được lâu. Chắc là mình cũng cố gắng sử dụng trong tầm 1 đến 2 tháng thôi. Bởi vì vitamin C thì nó sẽ rất là dễ bị oxy hóa, nên các bạn nhớ là các bạn hãy cố gắng sử dụng nó một cách nó chăm chỉ để nó nhanh hết nha. Và đặc biệt là đối với serum vitamin C á, thì nó sẽ rất là, gọi là nó sẽ phát huy một cái tác dụng tối ưu khi mà các bạn sử dụng nó vào ban ngày ở dưới cái lớp kem chống nắng, thì nó sẽ vừa giúp cho da mình mở ra và đồng thời nó sẽ giúp phát huy tác dụng một cách tuyệt đối của kem chống nắng nữa. Nên đối với serum vitamin C thì các bạn hãy sử dụng nó cả ban đêm và cả ban ngày nha. Đừng thấy vì nó là vitamin C nên nghĩ là nó sẽ bào da thế này thế nọ mà không sử dụng ban ngày là phí lắm đó. Trời ơi, hôm nay trời nóng một cách khủng khiếp. Mình hứa các bạn luôn là lâu rồi mình mới thấy trời nó nóng như vậy. Chết mất thôi. Nó lại nóng như vậy nhỉ? Thật khó hiểu. Rồi, một cái sản phẩm tiếp theo mà mình sẽ chỉ sử dụng vào ban đêm thôi, tại vì nếu mà sử dụng ban ngày thì nó sẽ gọi là quá đặc trên da của mình. Thì đây là dầu dưỡng da của Rata, Rosehip Oil. Rosehip là cái dầu gì ta? Dầu của cây tầm xuân. Hoặc là dầu của cây, cái cây gì ta? Cái cây raspberry. Nói chung là mình cũng không biết cái Rosehip Oil là, nếu mà dịch ra tiếng Việt thì nó là dầu của cây gì. Thì mình sẽ, lát mình sẽ Google xong mình sẽ để ở dưới này, ok? Thì cái đây là dầu Rosehip của cái hãng tên là Rata. Đây, cái chai của nó thì nhìn rất là bự luôn. Và mình thề với các bạn là đây là một cái, mình không biết khi nào mình sẽ dùng hết được cái chai này nữa. Và đây là kết cấu bên trong của nó. Thì cái dầu này nè, để các bạn xem kỹ, nó màu vàng vàng. Và nó cũng không có gọi là quá sức là dày. Nhưng mà như mình nói rồi, nếu mà mình sử dụng ban ngày thì mình sẽ cảm thấy rất là dày luôn. Tại vì da của mình là da dầu nữa. Xong rồi nếu mà bôi cái em này lên thì mình sẽ cảm thấy nó khá là nặng. Nếu mà mình sau đó mình có phải trang điểm hay make up hay gì thì mình sẽ thấy rất là nặng, nên mình không sử dụng ban ngày. Tuy nhiên em này rất là hữu dụng trong cái quá trình gọi là dưỡng ẩm ban đêm của mình. Là buổi tối là mình không có sử dụng kem dưỡng ẩm, và sau khi mình đi serum C lên thì mình sẽ đi cái em này lên luôn. Thì tác dụng của nó là tác dụng khóa ẩm, đồng thời thì cái em này kết hợp cùng với serum vitamin C kia thì nó giúp cho da mình, thứ nhất là sẹo lành nhanh hơn, rồi cơ cũng được nâng lên nhiều hơn, và da của mình sáng ra và hồng hào ra thấy rõ. Nên cái em này có thể nói là nó hỗ trợ rất tốt cho em với serum vitamin C kia, và đồng thời thì bản thân nó cũng có tác dụng rất là tốt trong việc, thứ nhất là nó sẽ kích thích tế bào da, giống như là sản sinh nhanh hơn, rồi giữ ẩm cũng tốt hơn, rồi làm cho da mình căng hơn, mọng hơn. Sáng mai mà chỉ cần rửa mặt đi là mình sẽ thấy da mình rất là mềm và rất là mượt và rất là đủ ẩm. Nói chung là mình rất là thích cái em này đó. Mặc dù nó rất là to, mình không biết khi nào mình sử dụng hết. Mà giá em này cũng rẻ, nó tầm 500-700 gì đó, chứ là cũng không đắt quá. Nên mình thấy nó rất là được, đúng không? Và đây sẽ là cái sản phẩm mà, nó xin lỗi các bạn, hình như là nhà hàng xóm đang sửa nhà hay sao mà mấy nay
ghê. Đó, họ đang động một cách tích cực. Các bạn có nhớ là năm ngoái cũng cái tầm này, lúc mà mình làm video, lúc mà mình còn ở Đà Lạt á, thì nhà hàng xóm của mình cũng xây, xong rồi nó cũng đập y chang như vậy. Và bây giờ thậm chí lúc mà mình tới Sài Gòn là họ vẫn tiếp tục đập. Thật là khó hiểu đúng không? Mình có duyên với những cái tiếng ồn kiểu này hay sao á. Thì cái sản phẩm cuối cùng, sản phẩm yêu thích cuối cùng của mình trong video ngày hôm nay, đó chính là em Salmon Egg Face Order Capsule của La Corée. Thì mình không biết là cái tên này đọc như vậy có đúng không. Thì đây là cái sản phẩm kem dưỡng ẩm mà mình sử dụng cho ban ngày. Nó là kem dưỡng ẩm sử dụng cho ban ngày, các bạn cũng hiểu đặc tính của nó đầu tiên là gì đúng không? Là nó phải thấm rất là nhanh, và nó phải để lại trên cái bề mặt mình một cái bề mặt mặc dù nó căng bóng khỏe, tuy nhiên nó phải rất là ráo. Thì cái em này hoàn toàn làm được điều đó, và nó còn có tác dụng giúp cho da mình mỡ hơn nữa, nên mình rất là thích. Và ngoài ra một cái lý do khiến cho mình cực kỳ yêu cái em này, đó chính là cái packaging của nó. Đây, đây là cái hộp bên trong ha, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Rất là vui luôn. Mỗi lần mình dùng em này mình thấy rất là giải trí. Thì đây, mình sợ nó đổ quá. Các bạn có thấy không? Cái kết cấu của nó là nó làm thành từng hạt giống y chang là trứng cá hồi thiệt vậy đó. Và nó còn màu cam cam, nhìn rất là yummy. Và khi mà chúng ta sử dụng em này thì mình sẽ lấy cái muỗng mình múc ra, xong rồi bắt đầu mình sẽ đập vỡ những cái quả trứng đó trên tay, xong bắt đầu mình apply lên thì nó thấm rất là nhanh. Và ngoài ra thì đó, bây giờ mình đang dùng em nó trên da này, các bạn có thấy là nó sẽ tạo cho da mình một cái độ glow, một cái độ glow rất là vừa phải, rất là dễ chịu không. Thì đương nhiên là đây cũng có tác dụng của cả kem chống nắng rồi nữa, nhưng mà sự kết hợp nha giữa cái kem dưỡng ẩm này, cái kem chống nắng Clarins và một chút cushion yêu thích của mình, thì nó sẽ tạo ra một cái bề mặt da rất là flawless và nhìn nó căng rất là khỏe, chứ nó không phải kiểu bóng nhờn bóng nhảy đúng không. Có bạn comment kêu là da của mình sao bóng lên nhìn kỳ vậy, mình thấy đẹp mà, ngồi trong nhà mà nó đẹp như vậy, mà lúc mà ra đường mà có nắng chiếu vô thì trời xanh phải biết. Nhưng mà ra đường mình sẽ không cho ai thấy được, mình phải bịt khẩu trang vô, nhớ nha, các bạn sẽ phải bịt khẩu trang trong quá trình các bạn dưỡng trắng, nếu không là các bạn sẽ tiêu. Trust me, tin mình đi. Mình nói tin mình đi như vậy sao các bạn có tin mình không? Rồi, bây giờ mình sẽ nói sơ qua về những cái sản phẩm dưỡng trắng da mà mình không hề thích một chút nào. Thì hai sản phẩm này nó đều tới từ một cái hãng rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng luôn, mà các bạn sẽ bất ngờ tại sao mình lại không thích đồ của hãng này cho coi. Thì trên tay mình đang có ở đây là hai sản phẩm của Huxley, một cái hãng sản phẩm, một cái hãng mỹ phẩm rất là nổi tiếng từ Hàn Quốc, vì thành phần rất là thiên nhiên tự nhiên, chiết xuất từ cây xương rồng, được rất là nhiều người yêu thích, nhưng mà mình có thử hai sản phẩm của cái hãng này. Là đầu tiên là chai serum dưỡng trắng Secret of Sahara Essence Brightly Ever After. Yeah, Huxley. Và bên này là một cái chai, một cái hộp kem, kem dưỡng ẩm đó, mà có tác dụng dưỡng trắng. Thì nó ghi là Cream Glow Awakening. Glow Awakening. Damn. Thì hai cái lọ này á, thì mình biết là rất là nhiều người yêu thích luôn, và đậm thậm chí là mình thấy chị Chloe cũng khen cái hộp này nữa. Xong rồi nè, mà tại sao mình lại ghét nó như vậy nhờ? Mình thấy nó không có tác dụng gì trong quá trình làm da mình sáng ra chuyện. Rồi thậm chí là cái kết cấu của hai cái này nó cũng không có thấm nhanh nữa. Tại sao ta? Lúc mà mình đi hai em này lên da thì mình cảm thấy da mình rất là nó nặng lắm, nó rất là bí. Thật là khó hiểu luôn, tại vì ai cũng khen hai sản phẩm này là nó thấm rất là nhẹ trên da, rồi xong rồi lúc mà đi sản phẩm lên thì rất là mướt, và cảm giác là nó để lên trên da mình một cái bề mặt rất là khô, rất là ráo vậy đó. Nhưng mà mình không biết tại sao đối với mình thì nó lại rất là nặng, và nó thấm không có nhanh, và nó còn làm cho da mình có cảm giác là cứ mỗi lần mình dùng cái này dưới kem chống nắng là mình cảm thấy là da mình bóng một cách bóng nhậu, rất là khó chịu. Mình không hiểu tại sao luôn, mặc dù hai cái sản phẩm này là được khen một cách đi cuồng, nhưng mà mình cảm thấy là thật sự thì có thể là nó sẽ có tác dụng trong việc dưỡng ẩm nè, nó sẽ có tác dụng trong việc làm cho da mình khỏe hơn. Tuy nhiên thì đối với khả năng dưỡng trắng của nó thì mình cam kết là tuyệt đối không có, là mình sử dụng hai cái em này rất là nhiều nè. Cái chai serum này mình đã dùng được tới đây rồi nè, các bạn có thấy không, đó là tính ra mình cũng dùng nhiều rồi đó. Tuy nhiên là mình dùng phải cả một tháng, hơn 2 tháng rồi, tuy nhiên là mình thấy nó không có một cái tác dụng gì trong da của mình hết trơn, nó không làm cho da mình mở ra thêm tí nào luôn, nên mình nói chung là quyết định từ bỏ. Xong mình đổi qua, chuyển qua sử dụng cái bộ sản phẩm mà nãy giờ mình giới thiệu cho các bạn đó.
Còn cái này thì nếu mà bạn nào mà hợp với cái sản phẩm này thì cứ dùng nha. Còn riêng mình thì mình không hợp thì mình không dùng thôi. Đơn giản là vậy thôi chứ không phải gì khác. Ok, thì video của mình ngày hôm nay đến là kết thúc. Hy vọng các bạn thích video. Và ngoài ra thì mình cũng muốn PR một chút là hiện tại thì mình đang triển khai một cái local brand bán đồ bánh mèo dễ thương. Thì cái áo mình mặc trong video ngày hôm nay nè, dễ thương không? Là của cái shop nhỏ nhỏ của mình đó. Nên nếu mà các bạn cảm thấy có hứng thú và cảm thấy là muốn ủng hộ mình một chút thì các bạn có thể click và like. Nói chung là stay updates với tụi mình trong cái quá trình mà tụi mình build shop. Thì mình sẽ để link Instagram cũng như Facebook của shop của mình ở dưới description box nha. Các bạn hãy click vào xem, và nếu các bạn thích thì các bạn có thể order. Thì tại vì tụi mình có hệ thống ship hàng toàn quốc luôn. Hệ thống ship hàng toàn quốc. Thì nói chung là mình cũng ship bằng những cái dịch vụ khác mà tụi mình rất là xuyên, nên tụi mình sẽ ship hàng toàn quốc. Và toàn bộ hàng của cái shop nhỏ nhỏ đó thì nó đều là hàng có sẵn hết. Nên if you like, just click and then order and then yeah. Rồi, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.